Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái điện thoại Velvet. Thì cái này em cũng lấy hộ một bác ở trong nhóm thôi. Bác ấy lấy từ cái địa chỉ là Bantech Mobile này, chỗ Dũng Sky đấy. Thì đây là cái địa chỉ của Dũng Sky. Thì nói chung là tất cả những cái điện thoại mà em lấy hộ ấy thì đều là do người mua ấy, do người mua người ta thích lấy ở chỗ shop nào ấy thì người ta bảo shop đấy gửi về đây cho em thôi, chứ không phải là em tự lấy ở cái shop nào đó để mà test cho người ta nhé. Chỉ là nhiều ông cứ đa số là bên LG ấy, thì anh em cũng biết là cái địa chỉ Dũng Sky này thì nó rất là lâu năm rồi và phổ biến ấy. Nhưng mà các bác biết định giá thì đắt à, nên là nhiều anh em cũng hơi bị chùn chân. Và em test máy ở Dũng Sky rất là nhiều rồi, nhiều khi còn chẳng muốn test tại vì em thấy là máy đa số là đều khá là ngon ấy. Thì đây là cái củ đây là củ chỉ có là 18W thôi các bác, 9V 1,8A. Đấy, các bác có thể thấy. Nhưng mà củ này thì chắc chắn là củ ngon tại vì cái chất liệu ấy, chất liệu rồi cái cân nặng của nó rồi cái phông chữ của nó đều rất là ngon. Đấy, các bác cứ tham khảo nhé. Đây là củ ngon đấy. Đông ao chai này đấy. Đấy, các bác nhìn kỹ nhé. Rồi thì củ thì ok rồi. Thì đây là cái cáp này, cũng bóc ra luôn xem thế nào. Thì cái cáp này nó là một cái cáp cái dây ấy, nó là dây tròn và là nó cũng khá cứng các bạn. Thì cái dây cáp này em dùng nhiều lần rồi, nó vẫn dùng được thôi, có sạc nhanh bình thường. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng lâu dài nó sẽ bị xỉn màu đấy chút và nó hơi xấu, nhưng mà nó vẫn dùng bình thường nhé. Rồi thì đây là cái máy. Ok, bóc này. Ok các bác, đây là cái hóa đơn không quan trọng à, cái miếng lót thì đây là cái bản màu màu hường nam tính các bạn à, có tặng một cái ốp lưng silicone. Thì cái này các bác cũng biết rồi, cái này là hàng bình thường thôi và sau một thời gian nó cũng bị ố vàng đó. Thì đây là cái bản màu hường, em sẽ lau đi xem thế nào, thấy nó hơi bị bẩn bẩn. Có một số ít bẩn nhưng nó chưa đi đấy. Rồi ok các bác, thì đây là cái mặt sau của cái con Velvet này. Thì cái con Velvet này được cái là anh em dùng LG rất là thích tại vì cái thiết kế mặt sau của nó, mặt lưng của nó này, nó phải nói là khá là đẹp và nó có nhiều màu ấy để các bác có thể lựa chọn được. Còn đây là cái mặt trước thì em tranh thủ bật cái nguồn này xem nào. Thì cái chỗ shop Dũng Sky này toàn là cái bản Hàn thôi, đa số là bản Hàn ấy. Chỉ có mỗi đợt V60 này không có bản Hàn thì mới thỉnh thoảng là có cây Hà cây Mỹ thôi, chứ đa số shop này toàn là Hàn. Thì cái mặt trước như em thấy đây này, rất là mới, nó cũng phải nói là gần như chưa sức đấy các bác. Đấy, gần như chưa sức luôn. Rồi ok, nói chung là thấy là mới rồi. À, hình như là còn tài khoản à, mới có phải không? À không, không có tài khoản. Được rồi, thì cũng chưa bao giờ mà test cái con Velvet này cho nên cũng làm cái clip này để mà test cho các bác biết được xem là con Velvet này nó như nào nhé. Thì Velvet ấy nó có ba cái bản. Thì thứ nhất là cái bản Hàn này, bản Hàn thì hiện tại bây giờ nó chỉ có một sim thôi nha các bác. Còn bản Mỹ thì nhiều, bản Mỹ thì nó có ba bốn bản Mỹ nữa và cũng có bản là nâng cấp, có nghĩa là độ lên được 2 sim, và có một bản nữa là bản Velvet mà dùng chip 1000 gì đấy, Dimensity gì đấy. Thì nó có con Velvet này nó rất là đa dạng, có nghĩa là bản Hàn ấy thì đa số là chỉ dùng là chip 765G thôi,
nhưng mà cũng có bản Mỹ dùng cái chip 845, và cũng có bản bản đấy không biết bản gì ở Hồng Kông hay Đài Loan gì đấy dùng chip Dimensity 1000. Thì cái chip Dimensity 1000 đấy nó hiếm hơn, nó ít hàng hơn đấy. Đa số là bản 7 65G này thôi, và bản có một chip nữa là 845, Snap 845. Thì theo kinh nghiệm của em thôi nhé, thì em nghĩ là các bác nếu mà tìm được cái bản chip Snap 845 là dùng ok nhất, còn không thì dùng cái chip Dimensity 1000. Nhưng mà cái chip Dimensity 1000 đấy thì nó hơi hiếm ấy, ít ít khi mà có hàng, còn đa số là cái bản chip 87 5G như này. Thì cái chip này thì em cũng dùng rồi, dùng cả con Velvet này, dùng cả con Wing nữa, thì em đánh giá là chip nó ở mức tầm trung thôi. Nếu như bắt đầu mà cày game thì cũng không nên dùng con chip này, nhưng mà được cái thì là cái con trên con Velvet này thì nó, em nghĩ là nó ngon hơn cái trên cái con Wing các bạn, nó mượt mà hơn đấy. Trên con Wing thì nó hơi đuối đấy. Và cái con Velvet này thì được cái là nó thiết kế nó rất là đẹp theo em thôi. Cái mặt sau nó đẹp, và em chỉ ghét cái mặt trước nó dùng cái tai thỏ này thôi, à quên, dùng cái giọt nước này thôi, không không khóa cho lắm đấy. Thì sẽ test cho các bác biết được là xem máy nó như thế nào. Đây là bản Hàn nhé, đây là bản Hàn, cho nên là sẽ xem nó dùng cái lệnh nào nào. Bản Hàn không biết có dùng lệnh này được không, sao thăng 54 63 68 thăng sao. Cái này là 900 đúng không? Thì bản Hàn không dùng được cái này, bản không dùng được cái này thì dùng cái nào nhỉ? Nó có nhiều lệnh mà các bác, cho nên là cứ bình tĩnh thôi. 5 6 8 9 5 6 8 9 đúng không nhỉ? Đúng không? 5 6 8 9 thăng sao 900 thăng, cũng không phải mà này. Thăng sao 4 6 2 6 3 3 thăng, không phải sao thăng chứ, sao thăng 900. À đó, thì là nó vừa dùng cái lệnh vừa rồi. Thì trong này thì các bác cũng test được là mấy chỗ. À mà quên, tức phải test cái ngoại hình trước nha các bác, tại vì vừa lại quên, cứ nói dài dòng có lại quên. Thì đây là cái cạnh dưới này, cạnh dưới của con này thì nó hơi sức răm răm một chút thôi, nói chung là phải nghiêng nghiêng dưới điện mới thấy thôi, nhưng mà nói chung đại thể là mới. Cái tem thì nó cũng bé, không 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 to như cái xốp của ông Vũ Ngọc Tú dán tràn lên đây, em thấy là dán thế không hợp lý. Được rồi, cái đây này góc phải, cạnh phải thì cũng chưa sức cái gì các bạn, góc cạnh cũng chưa sức cái gì đấy. Các bác đi xem thì các bác ngoại hình thì các bác phải tự tự xem thôi. Đó, đây là cạnh trên này, trời cũng chỉ sức răm răm bé bé thôi, chung nghiêng nghiêng dưới ánh điện mới thấy thôi, không thì nó cũng rất là mới. Đó, đây là cạnh phải, cạnh phải thì cũng rất là mới, cạnh trái cũng rất là mới. Rồi ok, nói chung là ngoại hình thì em đã dặn là lấy cái con ngoại hình đẹp mà, cho nên là con này chắc chắn là đẹp rồi. Thì đây là cái test tiếp này. Thì cũng đa số là test xem là các chức năng nó hoạt động bình thường hay không thôi. Ví dụ như cây này, cái đây là cái cảm biến tiệm cận này, đấy, và cảm biến ánh sáng luôn, đấy, nó còn ok là được. Lại này, đấy, ok, còn là được rồi. Và test cái mình cảm ứng. Đó. Xem nào, ok không nào. Đó, các bác test đủ các nơi nhé, xem nó có bị sao không. Rồi, ok, con này đấy là cảm ứng không vấn đề gì. Rồi, tiếp theo sẽ test đến phần mấy cái phần camera này thì cũng không cần thiết, tại vì tí ra test camera ở ngoài kia rồi. Đây có mấy cái phần như kiểu là rung này, ok, ring này, ok này. Cái đấy cũng không quan trọng cho lắm, em quan trọng mấy cái phần test áp suất này, tại vì nhiều bác vẫn rất là quan trọng áp suất mà. Thì đây, cái áp suất này đang là 1005.34. Đó, thì em sẽ bóp xem nó lên bao nhiêu nhé. Đấy thì như em bóp này này, không biết các bác có nhìn kịp không,
Nhưng mà em thấy là có lúc nó lên được 105.9 mấy ấy. Đấy, 9 mấy ấy. Thì có nghĩa là cái áp suất này nó vẫn còn, nó vẫn nhảy được trên 0.5, như thế là ok rồi. Lần nào test áp suất ấy, thì em cũng nói với các bác là cái việc test áp suất này nó chỉ để các bác tham khảo thôi. Nó còn áp suất thì tốt, mà không còn thì cũng không có nghĩa là cái máy nó bị mất zin rồi nha. Tại vì quá trình lâu dài nó có thể nó keo nó kém đi, nó cũng có thể gây mất áp suất. Đấy. Cho nên là còn thì tốt, mà không còn thì các bác có thể là đổi máy hoặc là vẫn dùng bình thường, không vấn đề gì cả. Còn nếu mà muốn check zin chính xác không thì các bác mở máy ra thì mình biết được thôi, chứ còn dựa vào bảo còn áp suất để mà bảo là máy còn zin thì không, nói không đúng đâu nhé. Tại vì bây giờ là tại vì bây giờ là anh em thợ thay thế linh kiện ấy, dùng cái gioăng xịn này còn áp suất bình thường nha các bác, nên các bác chú ý nhé. Rồi xem còn cái gì trong này nữa không nào. Trong này thì mấy cái này nó không 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 quá quan trọng đâu. Rồi, ok. Đấy thì cái quan trọng nhất nữa là test cái màn hình. Test màn hình thì bác vào đây. Test này. Đấy. Thì trong này nó sẽ có cho các bác rất nhiều màu để mà các bác test. Thì các bác cứ soi đi. Thì cái con Velvet này này, theo kinh nghiệm dùng của anh em lâu nay rồi, ít có trường hợp nào mà Velvet nó bị lỗi màn hình lắm. Gần như bây giờ là cái lỗi lưu ảnh nó không có luôn đấy, chưa thấy ai bị luôn đấy. Đấy, cái này thì hoàn toàn là không bị luôn. Đây thì cái này em cũng bảo bác rồi là test thì vào chỗ nơi tối mà test nhé. Không không mắt không không nhìn không quen ấy thì vào tối mà test, còn không thì như em này gì cũng nhìn được hết. Và các bác xoay nhiều nhiều cái góc cạnh ấy để xem là nó có bị ám ố hay là bị lưu ảnh ở đâu không. Thường thường là lưu ảnh nó hay ở chỗ cái đồng hồ và dưới thanh điều hướng này. Đấy, như con này thì ok, không vấn đề gì. Và ở trong này nó có một cái chỗ test nữa là test, các bác test pin ấy. Thì đây là các bác sẽ có được biết được là nó đang được 19 lần sạc này, battery cycle này 19 lần sạc. Còn mấy cái này thì không quan trọng. Đấy, còn cái này nữa thì không biết là nó có còn hiển thị cái phần cái mức độ chăng. Đây thì như trước đây dưới nó Android 10 ấy, thì cái chỗ dòng cuối cùng này này nó còn hiển thị cho các bác là như kiểu là cái báo hiệu cái sự chai pin ấy, nhưng mà cái đấy ấy, nó không, không em thấy là nó không được chính xác cho lắm. Nhưng giờ lên 11 thì LG cũng bỏ luôn rồi. Ok, đây không quan trọng nữa. Và còn đây cái phần mid info này, đây này, cái phần mid info này thì IMPL là một hết, cái gì mà một hết, cho nên là cái bản này bây giờ hiện tại là không thể nào mà nâng cấp lên được hai sim nhé. Đấy, nên là các bác chú ý. Rồi trong này thì trong này chả làm gì nữa, không quan trọng nữa các bác. Đó thì bây giờ em ra test camera xem còn hay không, và test sim nữa thôi, cắm cái sim vào xem có sạc nhanh nữa không thôi. Camera đây, để xem ba góc cửa đây, góc cắm trước này, chuyển sang cắm sau này. Đấy, đây là góc thường này, góc gần này và góc rộng. Đó, ok, thì nói chung là còn bình thường. Và pin thì em cũng không không thể test ngay được bây giờ, em cũng không muốn test tại vì nó không chính xác ấy. Nó ngang nó thời gian nó ít quá ấy. Không 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 cần thiết. Thì cái pin này thì các bác nào mua máy ấy, thì về tự test thôi. Em sẽ test cho các bác cái sim. Đó, thì đây là cái sim. Thì thường thường ấy, cái bản hàn ấy người ta sẽ in cái số CD ở trên cái khai sim. Thì đây các bác nhìn có thể nhìn thấy này, cái số khai sim ở trên đây này, mấy các bác có nhìn thấy không? Đấy, người ta sẽ in. Còn máy Mỹ thì thường người ta sẽ không in nhá, chứ các bác chú ý nhá, không phải là máy nào cũng in đâu. Ok, máy này thì có và sẽ lắp cái sim sóng vào xem thế nào, vì máy vẫn là quan trọng nhất là cái sim mà không nghe gọi được thì chịu. Rồi. Rồi, đăng nhận xong rồi. Rồi, có LTE bình thường nhé. Có LTE bình thường. Đấy, thử nghe gọi phát xem nào. Đấy, bản hàn thì các bác thấy đấy, nó có hay hơn là nó có cái ghi âm này này. Đấy, không phải cài thêm. Bản Mỹ thì phải cài thêm các bạn. Đó.
Ok, sim sóng ok. Thử cái wifi xem thế nào. Nhớ lại mất wifi thì sao? Đó. Rồi ok, wifi bình thường. Đây có Bluetooth bình thường, lên bình thường này. Đấy. Thế nói chung là Velvet thì chỉ cần test thế thôi, cũng chả cần cái gì quan trọng cho lắm. Các bác nói chung là bây giờ cái chức năng thì đa số nếu mà máy ngon thì nó sẽ đầy đủ hết. Quan trọng là các bác test cái ngoại hình này, cái ngoại hình nó ok này, và cái sim sóng ok. Đấy, và cái cụm camera này này, xem là nó có xước không. Đây này. Có xước hay không? Như cụm camera này thì không xước. Đó. Ok các bạn thì đây là cái cách test cơ bản thôi. Các bác đi mua máy các bác chỉ cần test một số cái chức năng cơ bản như thế thôi. Còn cái chức năng lỗi gì đấy thì các bác phải dùng 2-3 ngày, chứ dùng liên tục 2-3 ngày thì các bác mới có thể phát hiện ra thôi. Chứ bình thường thì không một phát không thể phát hiện ra đâu. À đây nó còn có cái vân tay nữa. Thì con Velvet này nó hay bị mất cái vân tay. Thì đây vẫn còn đấy nhá, vẫn còn bình thường. Không cần nó có như này là còn này, không cần phải thiết, không cần thiết là phải về về vào cài đặt luôn. Và trong cái khóa màn hình này này thì bây giờ hiện tại là con Velvet này này, nhiều bác hỏi là xem có cái mở khóa bằng khuôn mặt không thì bây giờ là không có này. Đây bác thì này không có nhé, và nó đang chạy cái Android mấy đây, đây đây đang chạy Android 12 rồi nha các bác. Velvet em nhớ không nhầm thì con Velvet là cái con mà lên Android 12 đầu tiên, sau đó rồi đến V60. Đó, ok. Nói chung là hàng ok. À cái này thì kiểm tra xem 6 tháng 06. Đấy, các bác nhìn thấy không? Cái việc mà kiểm tra cái số email bằng cái lệnh 6 tháng 06 là đa số là bản Mỹ, à quên bản bản Hàn là không không có nhé. Chỉ có bản L này được có thôi. 6 tháng 06 tháng đấy không có. Đây là cái bản em xem nó đang là bản gì. Thì các bác muốn biết được cái máy của bác đang đang dùng cái bản bản gì ấy. Đương nhiên đây là bản bản Hàn rồi, nhưng mà bản Hàn thì nó lại chia ra bản L, bản S, bản K. Thực ra bản bản L, bản S hay bản K thì nó đều như nhau thôi. Nó không như ở Mỹ nhé. Mỹ thì có bản T-Mobile rồi AT&T rồi Virgin cái thứ thì nó đa số là bản T-Mobile nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà ở trên bản Hàn thì bản L hay bản S hay bản K thì em thấy nó đều như nhau thôi, cho nên nó không quan trọng cho lắm. Còn bác nào muốn mà biết chính xác là bản mình là bản bản L hay bản S hay bản K thì các bác tra số email ở cái trang elgrom.com nhé. Đấy, thì các bác sẽ biết rồi. Ok, cái đấy thì em cũng đã có hướng dẫn hết rồi. Thì em thấy là cái máy này ngoại hình nó còn rất là đẹp, màu hồng nam tính và các chức năng nó bình thường, màn hình đẹp không am ố, như thế là được rồi. Còn pin thì em sẽ dùng 1-2 ngày nữa xem thế nào. Rồi ok, chào các bác nhé.